Tiếp tục sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Xin chào chị Ngọc Vân ạ. Cơn bão số 7 còn tiếp tục gây thời tiết xấu trên biển bao lâu nữa? Vâng, Hạnh Phúc, bão số 7 khả năng sẽ còn gây ra sóng to, gió mạnh ở các vùng biển phía Bắc trong khoảng thời gian từ 1 cho tới 2 ngày nữa, sau đó sẽ tan dần trên bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc. Như vậy, bão ít khả năng ảnh hưởng đến đất liền của nước ta. Chi phối thời tiết miền Bắc vẫn đang là đới gió Đông Bắc khô, mang lại tiết trời nắng hanh khá đặc trưng trong giai đoạn cuối thu. Dự báo chuỗi ngày nắng hanh sẽ còn kéo dài 2 ngày nữa tại thủ đô Hà Nội. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng là từ 29 tới 30 độ. Đến thứ 6, thời tiết sẽ thay đổi khi có không khí lạnh xuống. Trời có mưa và giảm nhiệt. Giữa trưa chỉ còn khoảng 25 độ. Trời se lạnh cả ngày. Trước đó Hà Nội chỉ lạnh về đêm và sáng sớm. Đêm nay lạnh nhất sẽ là khu vực vùng núi Ba Vì Sơn Tây hay là Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, nền nhiệt là 17 độ. Còn khu vực trung tâm thành phố và những nơi khác, nền nhiệt là 18 độ. Thành phố Hồ Chí Minh buổi tối và đêm nay trời không mưa, không khí dịu mát với nhiệt độ thấp nhất ở vào khoảng là 24 độ. Còn bây giờ xin mời tiếp tục chương trình Chuyển động 24 giờ.